Theo những diễn biến mới nhất trong vụ tranh chấp giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng, một nhân vật bất ngờ bị nhắc tên trong phiên tòa đó là nam diễn viên Mã Thiên Vũ, bạn thân của Trịnh Sảng. Theo nhiều nguồn tin chia sẻ, Mã Thiên Vũ là ngôi sao duy nhất ra tay giúp đỡ, luôn ở bên cạnh để an ủi, động viên Trịnh Sảng trong khoảng thời gian khó khăn nhất này. Có lẽ kết thân với người bạn tốt như Mã Thiên Vũ là một trong những chuyện đúng đắn nhất mà Trịnh Sảng từng làm. Mới đây, theo diễn biến mới nhất từ lời khai của Trương Hằng và Trịnh Sảng tại phiên tòa giành quyền nuôi con, Trương Hằng bày tỏ rằng Trịnh Sảng thực sự đã biết từ rất sớm thời điểm hai đứa trẻ ra đời. Đồng thời, Trương Hằng cũng tiết lộ bạn thân của Trịnh Sảng là Mã Thiên Vũ đã chủ động liên hệ và an ủi với anh rằng hãy vì con mà cố gắng. Vì những đứa trẻ đã được chào đời, anh hãy chăm sóc chúng thật tốt. Tôi biết tất cả những nỗi đau mà anh đã chịu đựng. Sau này hãy để cô ấy, Trịnh Sảng tự giải quyết. Trương Hằng tiết lộ chuyện này liền bị luật sư đại diện của Trịnh Sảng ra sức phản đối vì cảm thấy nội dung sự việc không liên quan đến vụ án. Dù tòa án đồng ý với thỉnh cầu của luật sư Trịnh Sảng, nhưng là Trương Hằng vẫn quyết kể đến cùng chi tiết câu nói của Mã Thiên Vũ. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động này của Mã Thiên Vũ cũng là muốn tốt cho Trịnh Sảng, chủ động giúp bản thân của mình giảng hòa với đối phương. Dù sao, Trương Hằng cũng là bố của hai đứa trẻ. Nếu như Trịnh Sảng có thể làm hòa hoặc nối lại tình xưa với Trương Hằng, thì sẽ giúp các con cô có một gia đình mái ấm trọn vẹn. Trước đó, sau khi bê bối của Trịnh Sảng bị phanh phui, các nghệ sĩ trong làng giải trí cũng lần lượt bắt đầu bác bỏ tin đồn, cho biết họ không làm gì quá đáng, mong mọi người hãy quan tâm đến tác phẩm của nghệ sĩ chứ đừng hỏng hớt nữa. Hiện tại Trịnh Sảng đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nên không ai dám giúp đỡ hay đứng ra bên vực cô ấy. Ngay khi mọi người nghĩ rằng sự việc đã được giải quyết, bạn thân của Trịnh Sảng là Mã Thiên Vũ đã đứng ra bảo vệ cô khiến ai cũng bất ngờ. Trịnh Sảng và Mã Thiên Vũ là bạn rất thân. Trước đây hai người đã thường xuyên làm việc chung với nhau trong nhiều bộ phim truyền hình như Cổ Kim Kỳ Đàm, Bi Thương Ngược Dòng Thanh Sông, Mỹ Nhân Tư Phong Thái. Có thể do hai người có nhiều cơ hội hợp tác hơn nên mối quan hệ vô cùng thân thiết. Hai người cũng từng tham gia rất nhiều chương trình tạp kỹ, không khó để nhìn ra hai người là bạn bè đích thực. Trong một cuộc phỏng vấn, Mã Thiên Vũ còn cho biết Trịnh Sảng rất muốn sinh ba đứa con, cho thấy mối quan hệ của họ khăng khít đến thế nào. Tuy ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng không ai nghĩ rằng Mã Thiên Vũ lại lên tiếng thay Trịnh Sảng vào thời điểm này. Nam diễn viên đã đăng tải một bức ảnh chỉ vỏn vẹn ba chữ "hoàng hôn kìa". Chuyện là trước đây Trịnh Sảng từng tiết lộ cô rất thích ngắm mặt trời lặn, vì vậy nên bức ảnh mà Mã Thiên Vũ đăng tải lần này có ngụ ý rất rõ ràng, ai nhìn thấy cũng hiểu được ý nghĩa mà anh muốn truyền tải. Khoảng thời gian Trịnh Sảng liên tục gặp phải hàng loạt tai ương xuất phát từ scandal vứt bỏ hai con sau khi nhờ đẻ thuê cùng với Trương Hằng. Đặc biệt, hàng loạt các nhà sản xuất phim, game show tìm gặp cô để đòi tiền bồi thường cho những tổn thất của họ. Bị phong sát trên mọi phương tiện truyền thông, Trịnh Sảng chỉ có thể tìm tới bạn bè để vay mượn cho đủ số tiền. Tuy nhiên, không có ai muốn dính dáng tới Trịnh Sảng vào thời điểm nhạy cảm đó. Mặc dù vậy, vẫn có một người sẵn sàng song hành cùng nữ diễn viên lúc nguy khốn nhất, đó là Mã Thiên Vũ. Nam diễn viên chính là bạn thân của Trịnh Sảng. Theo trang QQ, Mã Thiên Vũ đã cho Trịnh Sảng vay một khoản tiền không nhỏ để trả phí bồi thường thiệt hại. Đối với việc này, người hâm mộ Mã Thiên Vũ khuyên anh nên đứng ngoài cuộc chuyện này, không nên hỗ trợ Trịnh Sảng, nếu không sẽ bị chuyện của nữ diễn viên làm liên lụy. Tình bạn của cặp đôi này từng được nhiều người ngợi khen trong quá khứ.